mến chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, chúng ta đều ngầm thừa nhận một đạo lý rằng đó là vẻ ngoài của một người phản ánh phần nào tâm tính của họ. Vẻ ngoài không chỉ bao gồm dung mạo mà còn là cử chỉ, lời nói, hoàn cảnh và thái độ của một người. Những biểu hiện bên ngoài đó sẽ thể hiện phẩm đức và tính cách cá nhân. Thông qua đó là gián tiếp cho thấy phúc báo và vận mệnh của họ. Cũng có thể nói rằng theo quan hệ nhân quả, tâm là nhân của tướng, tướng là quả của tâm. Cứ vậy mà đối ứng với nhau. Nếu một người giữ được nội tâm ngay thẳng, đoan chính, lạc quan và yên bình, thì cơ thể hoạt động trơn tru. Đương nhiên sẽ có tinh thần tốt, sức khỏe tốt và dung mạo tươi sáng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được một người có phước phần? Quý vị hãy cùng Ngẫm Sự Đời tìm hiểu trong video này. Đặc điểm đầu tiên, ngoại hình tươi tắn, ánh mắt sáng. Một người có ngoại hình tươi tắn luôn đem lại cảm giác tích cực, thân thiện và vui vẻ cho mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, con mắt là bộ phận quan trọng và đặc biệt nhất xét theo nhân tướng học. Cái thần và nội tâm của một người sẽ được phản ánh qua ánh mắt. Có những điều được thể hiện trực tiếp qua ánh mắt, dù che đậy bằng bao nhiêu thứ hào nhoáng bề ngoài, cũng không có ích gì. Người có suy nghĩ xấu xa, bần tiện, có lòng lang dạ sói, thì dù có dối trá khéo léo đến mấy, cũng có thể bị nhìn ra qua ánh mắt. Ngược lại, một đôi mắt sáng, đẹp đẽ, nhãn thần uy lực sẽ là người có số mệnh nổi bật. Thông qua đó, nó thể hiện tinh thần mạnh mẽ và tâm trí tốt đẹp của một cá nhân. Cho dù ngoại hình của người đó không xuất chúng, nhưng đem lại cảm giác dễ nhìn, đáng tin cậy. Nét mặt càng hiền hòa tươi sáng thì khí vận càng nhiều. Người như vậy thường hòa đồng và có nhiều mối quan hệ bạn bè. Mọi người chủ động kết thân, vận may và phúc khí theo đó mà đến. Đặc điểm thứ hai, nụ cười lạc quan. Theo nhân tướng học, môi không chỉ là cơ quan xuất nạp mà còn đại biểu cho hành lang của miệng, là cánh cửa của lưỡi. Thông qua tướng miệng, người ta phán đoán được phần nào sự nghiệp, tính cách và vận mệnh cuộc đời. Nó là phương thức khẩu đức của ngôn ngữ, là khí chất của tính cách, là hệ số tham khảo quan trọng của ý chí. Cho nên mới nói, họa hay phúc đều từ miệng mà ra. Cũng không phải tự nhiên mà dân gian có câu rằng, đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Một người muốn thay đổi tướng miệng để đạt vận may, phúc khí tốt hơn, thì trước hết phải tu khẩu, nói lời khiêm tốn, không buông tiếng thị phi cay độc. Bên cạnh đó, người ta thường nói, người hay cười sẽ gặp nhiều may mắn. Vì thế, nếu một người muốn có được phúc khí, trước tiên, người đó phải học cách mỉm cười và lan tỏa những năng lượng tích cực cho môi trường xung quanh. Nếu ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì nụ cười có thể coi là mặt tiền của con người. Trong mọi hoàn cảnh, nụ cười có thể trở thành phương pháp hữu hiệu nhất để thể hiện cái tâm bên trong. Người có nụ cười lạc quan thường ngày phải tràn đầy niềm vui, tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp, thoải mái, tích cực, vui vẻ, khiến ai nhìn thấy cũng muốn tới gần và làm thân. Những người luôn mỉm cười sẽ có một thái độ lạc quan và tích cực đối với cuộc sống, và phước lành sẽ tự nhiên đi cùng với họ. Ngược lại, hậu tâm vô tướng, tướng tùy tâm diệt. Nếu tâm của một người không đàng hoàng ngay thẳng, nét tướng bên ngoài sẽ thay đổi, dần dần đánh mất vận khí cuộc đời. Vì vậy, khi gặp khó khăn rắc rối, hãy dùng thái độ tích cực và lạc quan để đối mặt và tìm cách xử lý vấn đề. Nụ cười lạc quan sẽ không thể giúp bạn thay đổi cục diện ngay lập tức, nhưng sẽ giải tỏa một phần gánh nặng áp lực trên vai. Đặc điểm thứ ba, giữ sự cẩn trọng và khiêm tốn. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong lòng có thể không khiến tướng mạo thay đổi. Nhưng nhiều suy nghĩ lặp đi lặp lại chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong vẻ bề ngoài mà một người thể hiện. Do đó, trong lòng giữ sự kiêu ngạo, tự mãn thì nét mặt của bạn sẽ dần trở nên kiêu căng. Trong lòng giữ sự khiêm tốn và cẩn trọng thì thần thái sẽ ôn hòa, khiêm nhường. Bất luận là ai, phàm là kiêu ngạo, tự mãn thì không dễ đạt được sự thỏa mãn. Còn người biết khiêm nhường, nhìn nhận cái sai của bản thân, sẽ biết cách bù đắp thiếu hụt cá nhân. Giống như vùng đất trũng, nước sẽ dễ dàng chảy tới, tươi tốt và đầy đủ. Khi một người biết khiêm tốn, đoan chính thì tâm địa sẽ lớn, của cải tự nhiên hưng vượng, vận may liên miên. Chỉ trong vài thập kỷ của cuộc đời, điều khó nhất không bao giờ là làm thế nào để leo lên đỉnh cao, mà là làm thế nào để giữ một tâm tính khiêm tốn từ trong ra ngoài. lúa chín cúi đầu, sông sâu chảy lặng. Người khôn ngoan biết giữ một tư thái thấp để có thể học hỏi và mở rộng tâm trí với mọi điều xung quanh. Ở địa vị cao mà giữ được lòng khiêm tốn thì được sự kính trọng. Ở địa vị thấp mà có lòng khiêm tốn cũng thể hiện sự đoan chính, ngay thẳng của cá nhân. Người giữ được tâm thái như thế tự nhiên sẽ có tướng mạo ôn hòa. Giữa hai hàng lông mày là một vùng bình yên, khiến người đối diện cảm giác như tắm trong gió xuân êm ái. Ngược lại, khi một người kiêu ngạo, tự mãn chỉ vì một chút thành tích thì sẽ khiến người xung quanh khó chịu, xa lánh. Như vậy phúc khí tự nhiên càng ngày càng xa. Cần biết rằng trạng thái tâm trí của chúng ta quyết định vẻ ngoài của chúng ta, cũng chính là nét phong thủy của chúng ta. Người có may mắn là người luôn biết mỉm cười vui vẻ, đối mặt với cuộc sống bằng thái độ lạc quan tích cực. Dù đặt vào hoàn cảnh nào, họ luôn có sức hấp dẫn với mọi người xung quanh, do đó luôn được người khác hoan nghênh, tôn trọng và khen ngợi. Tâm tính tích cực cộng thêm tướng mạo phúc hậu sẽ đem tới những mối quan hệ bền chặt, tình bạn khăng khít, quý nhân phù trợ. Đó chính là một loại vận may mà người ta phải tích lũy mỗi ngày. Quý vị thân mến, bên cạnh ngoại hình, tính cách cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để quyết định phúc báo của một người. Những người ở cảnh giới cao được tôn trọng và nhận nhiều phúc phần về sau thường sẽ có những đặc điểm sau đây. Quý vị cùng xem để rút ra bài học cho riêng mình nha. Thứ nhất, hành thiện quý ở lòng hiếu thuận, tu thân cái hay ở thần độc. Thực ra từ thần độc trong văn cảnh này, hàm ý là ngay cả những lúc ở một mình, không ai chú ý, thì hành vi của bản thân cũng phải thận trọng, không thể tùy tiện. Bởi lẽ điều tu dưỡng là định lực ở bên trong. Người xưa thường có thói quen mỗi ngày tự xét lại mình 3 lần. Những lúc không có ai, những chuyện nhỏ nhặt cũng đều chú trọng như bước đi trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu, trước sau không phóng túng bản thân, không vượt quá khuôn phép. Thận độc là một loại tu dưỡng cần thiết trong đời người. Thận độc cũng là một loại nguyên tắc sống cần thiết trong đời người. Ở trên thế gian này, chuyện gì cũng đều có thể chờ đợi, duy chỉ có hiếu thuận là không thể chờ đợi được. Hiếu thuận song thân là việc thiện to lớn nhất. Khiến cha mẹ vui mừng gọi là hiếu thuận, khiến chúng sinh vui mừng gọi là hành thiện. Bản thân mang chút thức ăn, vật dụng cho cha mẹ. Có những lúc thỉnh thoảng bạn lại ghé qua xem thử coi cha mẹ mình hồi này sống ra sao. Đây không gọi là hiếu thuận, không khiến cha mẹ đau lòng, không khiến cha mẹ thất vọng, khiến cha mẹ vui mừng, khiến cha mẹ hài lòng. Đây mới là hiếu thuận thực sự. Thứ hai, nhân phẩm quý ở chính trực, tâm phẩm hay ở phúc hậu. Nhân phẩm lấy chính trực làm gốc. Chính trực là nền tảng làm người, là rường cột để sinh tồn, cũng là căn bản của đối nhân xử thế. Chính là phẩm hạnh đoan chính. Trực là nhân cách ngay thẳng. Làm người cần phải chính trực, làm việc cần phải nghiêm túc. Đường đường chính chính mới là nền tảng lập thân, gốc rễ sự thế. Tục ngữ nói cây ngay không sợ chết đứng, chân ngay không sợ giày lệch. Người mà chính trực, tâm địa sẽ được bình an. Người phúc hậu thì tự thân trước sau luôn khiêm tốn và tự cho mình nhỏ bé. Duy chỉ có người như vậy, lòng người mới cao thượng như cổ nhân thời xưa, tâm tính con người mới ôn hòa nhã nhặn. Những người phúc hậu vừa là người thông suốt độ lượng, xem trọng nghĩa khí, giữ vững chữ tín, lại có những lúc cũng sẽ mang đến cho người ta cái cảm giác dường như kẻ đại trí, trông khá giống như những kẻ khù khờ. Thực ra không phải thế. Là người phúc hậu thì thường khiến người ta cảm thấy tin tưởng, khiến người ta yên lòng, cũng khiến cho người ta cảm động. Thứ ba, đối đãi với người quý ở sự thẳng thắn chân thành, đối nhân xử thế hay ở chỗ khiêm tốn hòa nhã. Người quân tử lòng dạ thoáng đãng, kẻ tiểu nhân khúm núm rụt rè. Chân thành đối đãi với người sẽ khiến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hơn nữa còn sẽ được người khác tôn trọng, khiến hai bên cùng đạt được kết quả có lợi nhất. Trong đối nhân xử thế, khiêm tốn hòa nhã là một loại năng lực. Nước sâu chảy chậm, người sang nói năng từ tốn nhẹ nhàng. Khiêm tốn hòa nhã còn thể hiện ở thái độ thân thiện trò chuyện, lòng không vướng bận lo lắng, như thế mới có thể tự do tự tại. Khiêm tốn hòa nhã là một loại tố chất, một loại tâm thái, cũng lại là một loại văn hóa tu dưỡng thân tâm cho bản thân mình. Thứ tư, làm người quý ở thiện tâm, làm việc hay ở hết lòng hết dạ. Thiện tâm như nước, có thể làm dịu tấm lòng, tĩnh lặng tâm hồn. Không kể làm chuyện gì, chúng ta trước sau đều làm hết lòng hết dạ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu chúng ta làm việc gì cũng đều có thủy có chung, gắn hết sức mình, chắc chắn sẽ có thể giảm thiểu được những điều tiếc nuối. Thứ năm, nói năng quý ở khiêm tốn hòa nhã, cử chỉ hay ở thận trọng vững vàng. Nói năng khiêm tốn hòa nhã thì sẽ dễ xử thế, hành vi khiêm tốn sẽ dễ làm người. Khiêm tốn chính là gặp nhau nơi đường hẹp, nghiêng người để dễ đi chung. Đất kia nhờ biết hạ mình mà thành biển cả, người nhờ biết hạ mình mà thành bậc đế vương. Làm người khiêm tốn mới có thể giảm thiểu đi những can nhiễu và trở ngại ở mức lớn nhất với người ta, mới dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Bạn đặt mình ở chỗ càng thấp, địa vị của bạn trong lòng người khác sẽ càng cao. Khiêm tốn làm người, mọi việc mới dễ dàng thuận buồm xuôi gió. Cao quý mà không khoe khoang, giỏi giang không phô diễn, mới là cảnh giới chí cao của đời người. Thứ sáu, giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở khí phách. Người xưa nói vi phú đương nhân, giàu mà nhân đức. Làm người cần phải có một trái tim nhân từ. Trái tim nhân từ là chân tâm bản tính vốn có của chúng ta. Dù nghèo nhưng giàu nghị lực. Con người chỉ cần có chí khí, có mục tiêu theo đuổi, dốc lòng mà thực hiện, nhất định có thể thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Chí là chí khí, ý chí, chí hướng, mục tiêu mà đời người theo đuổi, là quyết tâm gặt hái được thành tựu. Người có ý chí, mọi việc ắt đều sẽ thành công. Quý vị cảm thấy bản thân mình đã đạt được bao nhiêu trong số những điều được liệt kê ở trên đây? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.